Hello, em xin chào tất cả quý anh chị và các cô chú bác. Hôm nay em đang ở cửa hàng trưng bày cửa hàng về đồ gốm xứ Nhật Bản của Kutani. Hôm nay em đã xuống tận nơi trung tâm đã sản xuất ra cái dòng gốm Kutani này. Là ở dưới này nó có lò gốm và nó có cửa hàng trưng bày. Hiện tại là em đang có mặt ở cửa hàng trưng bày. Đấy. Em tiện đây là cửa hàng này là người ta không cho em quay video, nhưng vừa nãy là em đã xin phép được phép quay một chút video để gửi đến tất cả các quý anh chị và các cô các chú các bác để xem cái dòng gốm Kutani nó nổi tiếng ở Nhật nó như nào. Đấy, đây là em đang quay sơ qua, ở đằng sau em rất nhiều những cái đĩa và một cái những cái bình to. Đấy, thôi em xin phép mọi người được để em quay lại video, em sẽ quay cho mọi người cùng xem. Cửa hàng này thì là nó cũng tương đối to nên là em chỉ có quay lại video, em quay sơ qua và em quay những cái nào nó thật là đặc trưng thật đẹp thì em sẽ quay gửi đến tất cả các quý vị và anh chị cùng xem nhé. Thôi cho em xin phép em quay video lại nhé. Đây mọi người, đầu tiên khi em vào cửa hàng là em đã đến ngay cái chỗ này. Đấy. Và chỗ này là em vừa ngồi nói chuyện với các bác. Đây, những cái đĩa như này rất là đẹp luôn. Đấy. Như cái đĩa này nó vào khoảng đây thôi, em không nói giá tiền nhưng mà nó em quay như này để các bác nào biết cái tầm giá tiền thì các bác tự chiêm ngưỡng, tự tìm hiểu, em không nói giá vì thực ra là cái giá nó rất là cao. Đấy, như cái đĩa này toàn bộ là bằng vàng nhé mọi người nhé. Đấy, cái này thôi em nói giá luôn, cái này vào tầm 700 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, 700 triệu. Đây, bên trong đây là những cái bình bình to, cái bình kia thì bóng bụng của nó độ khoảng tầm 200 mọi người nhé, bóng bụng 200, chiều cao nó là 60. Đấy, em xin phép em leo lên để em quay cho mọi người. Đây đây đĩa đây. Đấy, em quay thì có thể là nó sẽ hơi run tay một chút vì là em không có thiết bị chống rung hay là như nào, nhưng mà mọi người thông cảm cho em. Đấy, đây như cái chiếc bình này em quay cho các bác xem này, những cái bình này là toàn bộ là họa tiết ve tay khảm vàng 100% luôn, kín bình luôn nhé mọi người nhé, phun bình luôn không còn một chỗ nào cả. Đấy, những cái chiếc bình như này đấy, thì phải nói là quá là tuyệt vời luôn các bác. Đây, em quay lại cho các bác xem, đây là vàng, nó vàng của bình nhé mọi người nhé. Đây. Mọi người thấy đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy, thôi em xin là em sẽ lùi lại vào cái chỗ này ở đây và thêm một cái nữa. Đây, cửa hàng nó rất là rộng nhưng mọi người nhá, cái cửa hàng này nó có 2 tầng nhưng mà vì là dịch corona nên là cái cửa hàng này nó đã dừng lại, nó không cho em lên tầng 2 để quay, nó chỉ được quay tầng 1. Đây là cái sâm trầm vẽ toàn bộ bằng vàng nhé mọi người nhá. Đấy, đẹp không mọi người? Đây, em sẽ vào bên trong này, em quay cho các bác một những cái siêu phẩm ở trong này luôn. Đây, ở chỗ này là những cái trầm hương nhỏ. Thôi, trầm hương nhỏ thì em không xin phép, em không được quay. Đây mọi người thấy chưa? Đây nó rộng này. Thì em sẽ vào cái quay vào cái chỗ mà đặc biệt nhất cho mọi người xem. Đấy, phía bên kia là những bộ ấm trà Kutani, bách hoa nhau với hoa gấm, tất cả ở đấy. Đấy, bộ ấm trà. Đấy, bên trong này. Rồi em sẽ vào cho các bác xem cái này. Vào trước khi vào trong cái căn phòng này là điều đầu tiên là đập ngay vào mắt tất cả quý vị và anh chị. Thôi em xin lỗi là không phải là đập vào mắt, là em sẽ quay cái sản phẩm đẹp nhất ở cửa hàng. Đấy, đây là một sản phẩm này là nó, thôi giá thì thôi em không nói. Đấy, đây, nhưng mà nó được cái là nó khá là tuyệt vời, toàn bộ bằng vàng, để trong tủ kính. Đấy, mọi người thấy chưa, vàng nó rất là nhiều luôn. Có bác nào mà chịu chơi được cái em bình này về thì cứ alo cho em Toàn. Em Toàn sẽ xuống, em Toàn sẽ mua hộ các bác. Những cái bình này thì nói luôn là em mua hộ các bác, em sẽ đóng thùng gửi về cho các bác.
nhưng mà em không bao bể vỡ vỡ vì là em mua hộ các bác, em không lấy cái gì. Còn các bác nào muốn muốn mua thì em sẽ mua hộ, em chỉ có các bác cho em được đồng nào thì các bác cho. Vì thực ra là cái giá trị nó quá cao, ngoài ngoài sức của em không dám chơi những loại này. À, cái này là khá cao, cái này cao nó khoảng độ tầm 1 mét, cái này cao 1 mét. Đây ở bên dưới nó là con rồng và cả hổ nữa. À, rất là đẹp. À, bên này toàn bộ các bác ạ, những cái bình, những cái tượng này nhá, toàn bộ bằng vàng thật chứ không có cái nào là bằng vàng giả cả, nên là giá trị khá là cao. Đấy, Phật Di Lặc. Đây như con lân trắng này, con lân trắng này là nó cao khoảng tầm 70. Đấy, rất là vĩ đại luôn các bác. Đây, đấy, các bác thấy chưa? Em xuống đây thì em cũng muốn quay một chút để cho các bác cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời của gốm Cứ Thăng Ni. Đây, đây là ở khu này là những cái bình hút lọc đắp vàng, không phải là khảm nhá mọi người nhá. Đây là những cái bình đắp vàng. Em cứ nói nhấn mạnh thêm một chút nữa là bình đắp vàng. Đắp vàng kín bình luôn. Đấy. Hay những cái bình nhỏ hút lọc như này đắp vàng kín bình. Đây mọi người. Đây, như cái đĩa này toàn bộ đắp vàng luôn. Khá là to. Đấy. Đĩa này đây là con phượng nha mọi người nhé, đĩa vẽ là con phượng hoàng đắp vàng. Mọi người thấy là công nghệ của Nhật nó đắp vàng đẹp không mọi người? Quá là đẹp luôn. Đấy. Hay hả bác? Như những cái này bằng vàng tất nhá. Cái này thì nó cũng không được to lắm, nó nhỏ thôi mọi người. Đây có cái điều đặc biệt đấy mọi người, những cái con bọ hung, con bọ cạp, con này con bọ ngựa đấy. Đấy, nhưng con này con bọ ngựa cũng bằng vàng, nên như cái con bọ hung này các bác đấy. Con bọ hung này và 50 40 triệu mọi người nhé. Đây bọ hung này 40 triệu. Hai cái sọ đầu lâu. À, cái này là nó vào 25 triệu đi. Cái này vào 25 triệu, một chiếc là 25 triệu, một cái là vé và một cái vé gấm xanh. À, đây còn bên trong này em quay cho các bác xem ở bên trong này nữa. Như cái bát tô này mọi người ạ. Cái bát tô này của nó là 9 9 man. Và 20 triệu, 20 triệu cái bát này tại cửa hàng. À, như cái bình này. Bình này ngày trước là nó 150 man, bây nó giảm xuống còn 45 man, 90 triệu. Đây có một bức tranh khảm vàng nữa. Bức tranh này khảm vàng là ngày trước là nó là 60 man. Đấy. Cái này là 6 man, bây giờ nó giảm xuống còn 3 man. Còn 3 man mọi người nhé. Khảm vàng. Khá là đẹp luôn. Em quay sơ qua và em sẽ đi ra ngoài em quay thêm một chút nữa để cho các bác cùng xem.
Bức tranh này đẹp quá mọi người ạ. Ngoài này là những toàn bộ là ấm chén bình rất là nhiều luôn các bác. Mua ở đây thì các bác cứ yên tâm là vàng là vàng, không vàng là không vàng. Đấy, như các bác nhìn cái bộ này quá là đẹp luôn phải không các bác? Này, bách hoa đây. Đây là bộ bách hoa nha mọi người nhá. Bách hoa này khảm vàng luôn, quá là đẹp luôn. Cái ấm này là cũng size là khá là to, vàng mới, bóng bẩy, long lanh luôn. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay ở dưới này thì là nó có rất nhiều cửa hàng. Thì em vào cái cửa hàng này là đầu tiên thì em chỉ quay được cái cửa hàng này thôi. Sau này cái cửa hàng khác nữa thì em đến cửa hàng khác nữa thì có lẽ là em sẽ cũng không quay được, vì là nếu mà quay nó rất là nhiều. Thôi một lần nữa thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý anh chị và các cô, các bác, các chú đã từ trước nay đã theo dõi và ủng hộ em. Cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả mọi người đã xem video. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe.